Kính chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách kê khai tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01 GTGT. Đầu tiên, các bạn click chuột vào chuyên mục thuế giá trị gia tăng. Sau đó, các bạn chọn tờ khai GTGT khấu trừ 01 trên GTGT. Tiếp theo, các bạn chọn tháng cần kê khai. Ở đây, tôi ví dụ là tháng 6 năm 2011. Tiếp theo, các bạn tích vào cái mục chuyên mục là tờ khai lần đầu. Thông thường, phần mềm đã mặc định là tích vào đây. Tờ khai lần đầu đó chính là tờ khai lần đầu tiên chúng ta lập. Còn tờ khai bổ sung tức là tờ khai bổ sung cho những cái sai sót trong quá trình chúng ta kê khai tờ khai lần đầu. Tiếp theo, các bạn chọn trường, ngày, ngành nghề, ngành hàng sản xuất kinh doanh thông thường. Và các bạn chọn cho tôi hai phụ lục 01-1 và 01-2. Sau đó các bạn nhấn đồng ý. Giao diện chính của phần mềm. Thứ nhất, chúng ta sẽ đi lần lượt qua các mẫu biểu trong tờ khai. Thứ nhất là tờ khai chính. Tờ khai chính đó là tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01 giá trị gia tăng dành cho các doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Ở đây phương pháp khấu trừ chắc là các bạn biết rồi nhưng tôi sẽ nhắc lại. Đó là lấy thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ đi thuế giá trị gia tăng đầu vào. Sau đó chúng ta đến hai phụ lục. Phụ lục thứ nhất là phụ lục 01-1. Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra. Phụ lục 01-2 bảng kê chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào. Để lập được tờ khai chính này thì chúng ta sẽ phải đi qua hai phụ lục này. Thứ nhất, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách kê khai phụ lục 01-1 bảng kê hóa đơn chứng từ dịch vụ bán ra. Các bạn quay sang bên trang web và chúng ta bắt đầu đi kê khai. Ở đây hóa đơn số 01 đó là hóa đơn bán ra của công ty cổ phần thương mại và công nghệ Tân Long. Các bạn để ý ký hiệu hóa đơn. Thứ nhất chúng ta kê vào ký hiệu hóa đơn 0TL xược 11P. Tại sao lại phải kê khai vào mục 4 này? Bởi vì mục 4 là mục hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 10%. Thế còn các mục này thì kê khai những hóa đơn nào? Thì lát nữa tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách kê những hóa đơn chứng từ nào vào chuyên mục này. Tiếp theo, chúng ta nhấn số hóa đơn. Ở bên này là số hóa đơn 001. Tiếp theo, ngày hóa đơn là ngày mùng 1 tháng 6. Tên người mua là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và công nghệ Thành Trung. Tiếp theo đến trường mã số thuế. Trường mặt hàng, cột mặt hàng. Các bạn lưu ý ở đây cho tôi. Nếu như hóa đơn có một mặt hàng thì chúng ta kê bình thường. Trường hợp hóa đơn có hai mặt hàng trở lên thì chúng ta kê mặt hàng đầu tiên và chúng ta nhấn chấm 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 đằng sau, có nghĩa là sẽ còn nhiều mặt hàng khác chúng ta sẽ kê ở đây.
Nếu như có nhiều mặt hàng thì chúng ta sẽ chấm 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 ở đây. Còn nếu có một mặt hàng thì thôi. Tiếp theo, trường doanh số bán chưa có thuế. Doanh số bán chưa có thuế ở đây là cột cộng tiền hàng 17 triệu 500 nghìn. Các bạn lưu ý nhé, không được lấy số tiền ở trên mà phải lấy số tiền ở cột cộng tiền hàng. Nếu như các bạn lấy số tiền ở trên là sai, bởi vì có những hóa đơn sẽ có rất nhiều mặt hàng. Vì vậy chúng ta phải lấy số tiền ở dưới này. 17 triệu 500. Ở đây phần mềm sẽ tự lấy số tiền hàng này nhân với 10% do chúng ta kê vào mục 4 này và sẽ ra số tiền như chúng ta mong muốn. Tiếp theo, ở cột ghi chú này, chúng ta ghi hình thức thanh toán. Ở đây hình thức thanh toán là tiền mặt. Thì chúng ta ghi là tiền mặt. Như vậy là chúng ta đã kê khai xong một hóa đơn bán ra. Nếu như các bạn muốn kê khai tiếp một hóa đơn tiếp theo thì các bạn phải ấn F5 để thêm dòng. Đây, tôi sẽ có thể thêm ra rất nhiều dòng. Trường hợp nếu các bạn muốn xóa một dòng đi thì chúng ta kích chuột vào dòng đó và nhấn F6. Các bạn để ý bên dưới này có chú thích bấm F5 thêm dòng và bấm F6 để xóa dòng. Trường hợp hóa đơn bị hủy, chúng ta sẽ kê như sau. Tôi ví dụ hóa đơn số 02 là bị hủy. Chúng ta kê. Tiếp theo, ngày tháng hóa đơn hủy. Ở đây là ngày mùng 7 tháng 6. Và ở đây chúng ta ghi là hủy. Như vậy là chúng ta đã kê khai xong một hóa đơn hủy. Trường hợp tiếp theo là hóa đơn hàng bán bị trả lại. Có nghĩa là công ty chúng ta bán hàng cho đối tác, cho khách hàng. Sau đó vì một lý do nào đó khách hàng trả lại hàng. Chúng ta sẽ kê như sau. Khi khách hàng xuất trả lại hàng cho chúng ta thì khách hàng sẽ phải xuất một hóa đơn tương tự như việc khách hàng bán hàng lại cho chúng ta vậy. Đó là luật thuế nhà nước quy định, khi xuất trả lại hàng đã mua thì khách hàng phải xuất lại một hóa đơn với số tiền giống như số tiền đã mua vào. Tôi ví dụ công ty AT xuất trả lại hàng cho công ty mình. Ngày mùng 8 tiếp theo, ở cột này chúng ta ghi số tiền. Chẳng hạn chiếc máy tính này là 20 triệu. Chúng ta sẽ ghi ở đây là âm 20 triệu. Tại sao lại phải ghi âm? Bởi vì khi hóa đơn hàng bán bị trả lại thì chúng ta phải ghi âm ở bên phụ lục 01-1 bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra để phần mềm sẽ tự động trừ đi số tiền thuế đầu ra của chúng ta. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong các bước cơ bản của việc kê khai.
thuế với các trường hợp đặc biệt. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn sơ qua các chuyên mục trong bảng kê chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra này. Ở cột mục thứ hai, mục thứ ba và mục thứ tư là chúng ta rõ ràng rồi. Còn mục thứ nhất, hàng hóa dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng. Ở đây có rất nhiều các hàng hóa dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng. Chẳng hạn như bên công ty mình, doanh nghiệp mình có viết phần mềm kế toán này, hay là viết website này, hay là làm một bất cứ một cái lĩnh vực nào, ngành nghề nào mà có liên quan đến cái mặt hàng không chịu thuế do nhà nước quy định. Các bạn có thể là quay lại trang web và các bạn kéo xuống phần bên dưới sẽ có ghi rất là đầy đủ những cái hàng hóa dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng. Ở đây tôi không kể hết ra được, nhưng mà các bạn có thể tham khảo ở bên dưới này. Sản phẩm từ trồng trọt chăn nuôi, vân vân vân. Tiếp theo đến mục 5 này, đó là hàng hóa không phải tổng hợp trên tờ khai. Thì các bạn quay sang bên này, các bạn cũng tham khảo cho tôi cái chuyên mục số 5. Ở đây rất là đơn giản thôi. Cái chuyên mục số 5 này nó bao gồm những cái hàng hóa dịch vụ như là tiền hưởng hoa hồng đại lý, hoặc là các cái hóa đơn trực tiếp